Hôm trước ấy thì tôi có tranh luận với cả một anh bạn về cái việc laptop, đặc biệt là MacBook Pro M1 thì dùng sướng hơn, ngon hơn so với laptop sử dụng Windows. Ok, tôi công nhận là MacBook là một cái sản phẩm rất là tốt, tối ưu mọi thứ trong khoảng giá từ 25 cho đến 40 triệu. Tuy nhiên thì laptop không Windows không phải là tệ, và ngay ở video này thì tôi đã mượn ngay một chiếc laptop về để chứng minh là cái anh bạn kia sai. Hãy cùng xem đấy là laptop gì nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Quang và bên cạnh tôi đây đang là chiếc laptop Intel ENUC M15. Đây là chiếc laptop đến từ Intel và nhìn nó giống MacBook nhỉ? Ok, mình hôm nay thì tôi sẽ so sánh cái chiếc laptop này với cả cái chiếc là MacBook Pro M1 13 inch. Tại sao lại là size 13 inch trong khi không phải là 14 với cả 16 mới ra? Tại vì 14, 16 thì lại hiện tại là Windows và Intel lại 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 chưa có cái sản phẩm nào để so sánh cả. Cho nên là tôi sẽ so sánh với cùng thời điểm ra mắt của cái chiếc ENUC M15 này là chiếc MacBook Pro 13 M1. Thì điểm qua hai máy thì chúng ta đều sẽ có cái thiết kế vỏ nhôm. Vâng, vỏ nhôm nguyên khối, sờ và mát lạnh, gia công rất cao cấp. Tiếp đến mở ra thì sẽ là bản lề mở bằng một tay, ok luôn. Màn hình tràn viền, sáng, rõ, đẹp, giải phủ màu cao. Chúng ta có bàn phím LED sáng này, rồi trackpad cũng to luôn. Rồi là loa xịn, cái máy này là có bốn loa nhá, là hai loa bên trên với cả hai loa bên dưới này. Chợt như chúng ta quay về, giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau. Rồi là khi mà xét đến về cổng kết nối thì cái chiếc Intel ENUC M15 này nó cũng có là cổng Thunderbolt 4 này, hai cổng Thunderbolt 4 hỗ trợ sạc luôn, Power Delivery luôn. Rồi là hai cổng USB này, rồi là cổng audio combo 3.5 và có luôn cả HDMI nữa, như thế là đủ cổng ăn chơi rồi. Ok, nếu mà đã tương đồng như thế thì tại sao chúng ta lại nói chuyện về chiếc Intel ENUC M15 nhỉ? Lý do đầu tiên để chúng ta pick Intel ENUC M15 ấy, đó chính là viên pin cực lớn với dung lượng lên tới 73 Wh. Với cái viên pin này ấy, thì sẽ cho cái thời gian sử dụng cả một ngày dài năng động, và cái củ sạc này ấy, tạm biệt thôi, mình sẽ đặt nó sang một bên. Thêm nữa ấy, thì là với cái bài test thử nghiệm để có một cái mức so sánh thì là mình đã cùng bật cái chiếc Intel ENUC M15 này và MacBook Pro M1 13 inch, cả hai cùng xem YouTube HD với độ sáng 200 nits, thì cả hai máy đều đạt cái thời lượng lên tới là 17 tiếng. Tức là mặc dù chúng ta đang sử dụng một màn hình 15,6 inch với con chip Intel Core i7-1165G7 10 nanomet thì chúng ta vẫn có một cái thời lượng sử dụng gần như là cả một ngày dài. Và mặc dù với màn hình to như thế và với một cái dung lượng pin lớn như thế thì cái chiếc máy này chỉ nặng có 1,6 kg thôi, quá là nhẹ, quá là tuyệt. Lý do thứ hai ấy, đó là bảo mật và sự tiện lợi của bảo mật. Các bạn nhìn đấy nhá. Thấy chưa? Đơn giản đúng không? Nhanh đúng không? Phê đúng không? Ok nhá, qua rồi cái thời mà chúng ta phải gõ cái bàn phím lạch cạch như thế này để gõ password, hoặc là chúng ta cũng qua rồi cái thời mà các bạn sẽ phải chạm vào cảm biến vân tay để mở khóa cái chiếc máy tính của mình. MacBook Pro M1 13 inch, thậm chí 14 inch, 16 inch, nhưng chắc chắn không có tính năng này. Kể cả khi mà với cái size 14 inch với cả size 16 inch vừa mới ra, chúng ta có một cái tai trâu cực kỳ lớn ở trên màn hình, vẫn không có tính năng nhận diện khuôn mặt. Lý do thứ ba cũng chính là cách mà tôi đang ngồi đối diện với các bạn đây. Tôi đang làm việc trên một máy tính chạy hệ điều hành Windows chứ không phải là hệ điều hành macOS. Tôi chỉ quan tâm một vấn đề, đó chính là chiếc máy Intel ENUC M15 này chạy hệ điều hành Windows, một hệ điều hành với rất nhiều các phần mềm hỗ trợ, tí tí cái gì cũng có. Trong khi với cái sự đóng, với cái chợ ứng dụng của Apple thì chúng ta có cái số lượng phần mềm khá là giới hạn và cũng không được nhiều như Windows. Nếu các bạn là người làm việc chuyên nghiệp, hãy lựa chọn máy tính Windows. Tất nhiên thì các bạn cũng vẫn có thể là mua máy Mac về, sau đấy chúng ta sẽ cài Windows. Tuy nhiên thì ai lại làm thế nhỉ? Lý do cuối cùng, chắc các bạn không ngờ đến lý do này đâu, đó chính là giải trí.
Với người dùng laptop mà nhất là MacBook ấy, thì cái thế giới giải trí của các bạn đa phần ấy, chỉ là xem phim, đọc báo giải trí thôi. Các bạn không thể chơi game trên MacBook giống như là chơi game trên Windows. Hãy nhìn vào chiếc ANUC M15 này, mặc dù nó chỉ sử dụng là CPU Intel Core thế hệ 11 mới nhất i7-1165G7, nhưng nó có thể chơi tất cả các game. Với cái nền tảng Windows hỗ trợ cực kỳ nhiều game ấy, thì mặc dù FPS có hơi thấp, chúng ta vẫn có thể chơi được. Mà kể cả nếu mà sức mạnh đồ họa không đủ ấy, thì các bạn có thể thông qua cổng Thunderbolt 4 và chúng ta sẽ nâng cấp sức mạnh đồ họa bằng eGPU và thoải mái chiến game luôn, không còn phải lo cái gì cả. Mac hả? Nằm mơ đi. Chốt lại ấy, thì với tôi, chiếc Intel ANUC M15 này đã đủ tất cả các lý do để lựa chọn trong cái phân khúc từ 25 đến 40 triệu đồng, từ thời lượng pin dài, cấu hình mạnh, hệ điều hành cùng với cái giải sinh thái hỗ trợ cực kỳ tốt. Các bạn sẽ chọn máy nào? Hãy cùng bình luận xuống bên dưới nhé. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.